Theo hãng tin Reuters, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo mối quan hệ của Washington và Moscow đã đi xuống mức thấp chưa từng thấy và rất nguy hiểm. Trên mạng xã hội, ông Trump cho biết, mối quan hệ giữa chúng tôi với Nga ở mức thấp chưa từng thấy và rất nguy hiểm. Ông cho rằng điều này là do Quốc hội Mỹ sau khi ông miễn cưỡng phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Tổng thống Trump đưa ra những bình luận trên chỉ một ngày sau khi ông ký ban hành luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào một số nước trong đó có Nga. Moscow coi đây là một cuộc chiến thương mại toàn diện với Mỹ và cũng là dấu chấm hết cho triển vọng cải thiện quan hệ với chính quyền Trump. Liên minh châu Âu cũng đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt của Nga phạt Nga vì nó đe dọa lợi ích của nhiều doanh nghiệp châu Âu.